Hello, chào mừng anh em quay trở lại với tựa game Đảo Kho Báo. Hôm nay mình làm cái clip này chủ yếu là mình nói về cái chú linh cái sâm đó. Thì đối với những anh em nông dân thì up mát lép là cả một vấn đề anh em, up lên đỏ và mát lép hết thì đó là cả một vấn đề, cho nên là anh em nên tập trung mua vào những con nằm chính như là cái con Sanji, con A thôi anh em đó, tập trung vào hai con đó thôi. Còn còn cái chú linh này thì như thế nào đó, thì đem phải năng mát lép hết mấy con này cho nó cứng cáp này kia rồi hả chú linh anh em. Tại vì chú linh tăng, chú linh thì nó có hai loại nè, một là tẩy dòng lại đó, tiêu ngọc để mà tẩy lại mấy cái dòng này đó, cái dòng nào mà anh em không thích đó, thì anh em tẩy lại thôi đó. Thì mỗi lần như vậy là anh em sẽ tốn 100 ngọc. Và cái chú linh thứ hai đó là chú linh anh em sử dụng một cái hình xăm 5 sao, sử dụng một cái hình xăm 5 sao đây đó, rất là tốn kém anh em, phải một cái hình xăm 5 sao và phải mát thấp anh em, mát led nha, rất là tốn SP hình xăm. Vì vậy mà nó không dành cho những anh em đại nông dân đâu, anh em nông dân cày cuốc này kia vất vả lắm, cho nên là rất là khó để kiếm được cái hình xăm 5-6 sao rồi. Vì vậy mà phải chú linh lên nữa thì rất là tốn kém. Vì vậy mà anh em nên cân nhắc cái này, nên úp cho mấy con tướng kia cứng cáp xong rồi hả dồn vô cho con tướng nó chính đó, để sau này mình đi ải thì nó cũng khỏe hơn anh em. Để mấy con tướng kia nó yếu đuối quá chưa gì dân vô chết queo, anh em đâu có đặt được cái bằng ếch ở trong cái việc ải đâu. Vì vậy mà mình đi lên từ ạt nông dân thôi anh em, cho nên là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm nào mình biết cho anh em. Đây bây giờ mình sẽ vô mình chú lên cái kiếm kiếm sĩ công vật lý của con Sanji nè. Đấy anh em, để cái hình xăm 5 sao mát lép lên nha nha anh em. Đó anh em chú lên lên đây, kiếm sĩ công vật lý 30.000 nó sẽ lên được 45.000 anh em đó. Nó có thể thay được thêm những cái dòng khác nè, cấp B nè, thủ vật lý đây, và nó lên sẽ lên, nó chỉ lên được 2 cấp thôi đó. Vậy nhưng lỗ hơn anh em, lỗ hơn so với anh em. Bây giờ anh em chọn cái kiếm sĩ công vật lý ha. Ok đó, bây giờ lên 45.000 này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên tiếp nè, đây lên 45 xong lên 60.000, và những cái kia nó cũng tăng lên thành 45 luôn này nè đó. Thì nó sẽ bị lỗ hơn so với cái mà mình đang chú linh chính. Vì vậy mà anh em đừng có đọc dùng cái này để mà đổi, đừng có đổi dòng đúc nha anh em đó, rất là lỗ nè. Anh em dùng 100 ngọc nó sẽ lời hơn, anh em đúc những cái dòng nào ưng ý rồi nên mà chú linh nó lên đó, chú linh tăng tăng cái chỉ số của nó lên anh em đó. Đây thôi lên được thêm 22 triệu được chiến nè. Rồi hiện tại bây giờ mình đã hết hình xăm 5 sao rồi. Đây, đã giờ còn 393 SP hình xăm. Đối với những anh em nông dân mà ít nạp thì những cái SP đó rất là khó kiếm anh em. Vậy mà anh em nên chi tiêu cho nó hợp lý hay sao là tùy thuộc vào anh em thôi. Còn đối với những cái trang bị này anh em đừng có nên trang bị của ông Sanji anh em. Có lộn trang bị cái bộ chopper anh em đừng có lên từng món anh em. Anh em lên từng món nó sẽ bị mất cái dòng tốc độ không của cái trang bị nè. Đây, tốc độ không 25 nè. Đó, anh em nên đi gom đá. Gom cái đá đột phá lên. Đây, gom cái đá này khi nào mà đủ full anh em phải lên. Nó tầm khoảng cỡ như là 8 ngàn mấy, 16 ngàn mấy, có 10 của 19, 19 là có 7, đá 17, 34, khoảng tầm khoảng 34.000 đá anh em. 34.000 đá anh em mới có thể đập từ 7 sao mà lên full. Anh em phải up hết mấy này lên 7 sao nha. Đó, 7 sao anh em phải tốn khoảng 35 30 34 35.000 đá anh em mới có thể đập full cái này lên gọi là lên full đỏ, đúng không? Lên full một cái bộ đỏ luôn. Vì vậy mà anh em đừng có đập lẻ lẻ này kia được, rất là tốn đá và nó cũng không có tác dụng gì mấy. Là anh em nhịn nhịn để đập nguyên bộ lên để mà lấy cái dòng tốc độ không. Ok bây giờ sẽ vô trong quần đảo quýnh giải trí này kia được. Ôi này là cũng 1,4 tỷ thôi. Ôi nghe hả, để mình xem nữ thiên. Ôi trời, bạn này tới 24 tỷ lực chiến. Ôi giờ quýnh thử nè, tại bây giờ mình thua mấy tỷ lực chiến rồi không biết quýnh lại không, không biết lại quýnh lại nè. Chủ yếu vô giao lưu giải trí này kia đâu, được thì được không được thì thôi. Ôi bên kia nó mạnh dữ ta. Ôi bên kia khá là mạnh anh em à, chết rồi thua rồi. Đại mình ít, mình chỉ sử dụng có 4 con tướng à, mắc hết con tướng mắc khô ở đây rồi. Ok xíu nữa mình sẽ vô mình quýnh lại thử xem sao.
Trời ơi, còn cái đám lính này không biết chừng nào mới xong đây. Xé lại. Đám lính nó còn trâu bò hơn mấy anh tướng nữa. Rồi ok, cuối cùng cũng giải quyết xong cái đám lính lát này. Rồi, quên mất tiêu. Để vô lại đem bố chặn lại. Đem con mắt cô vô đi. Đem mắt cô vô vị trí nào giờ. Thôi, cho nó nằm ở đây luôn đi. Rồi, quýnh lại thử xem sao đây mà. Con mắt cô vô không biết là khả thi hơn không. Hay là cũng như vậy anh em. Ôi, mắt cô chưa gì hết trơn mà nó muốn đứt bóng gì ta. Bình thường mình ít xài mắt cô mấy em. Tại giờ có cái hình xăm mình sẵn xài chứ. Cho nó vui vui vậy mà. Ơi, cũng không có khả thi cho lắm anh em. Vẫn không ăn thua gì cho mấy à. Sau này chắc mình chuyển ngược lại con Namigot á. Ok, còn mỗi con ai trụ lại rồi, đứt bóng luôn. Xong phim. Thôi sắp tới mình sẽ dồn mình up cho con Sanji của bên mình cho nó trâu bò nữa nè. Hiện tại bây giờ mình đã phân tán cái tài nguyên cho mình những con tướng khác nhiều quá. Mình lại thích lên điều hết. Thôi sau này mình sẽ dồn mình tập trung vào con Sanji chứ. Rồi mấy con tướng kia thì để sau này mà. Đây, bây giờ mình vô mình coi thử cái phe chiến. Có nhiều anh em hỏi mình đi phe chiến như thế nào thì anh em vô và đi ải anh em. Rồi đi qua mấy cái tòa thành này nè và đánh chiếm những cái tòa thành khác màu thôi anh em. Hiện tại bây giờ bên mình nó đạt cũng được khá là nhiều thành anh em. Đợt này có vẻ như là nó cân bằng hơn so với cái đợt trước. Đợt trước mà mình bị quýnh te tua chỉ còn có cùng nhỏ xíu trên đây thôi. Đợt này có vẻ như là ok hơn rồi anh em à. Ui, tự nhiên bị đứng hình vậy ta. Game cấp này có tình trạng giật lag. Nếu mà anh em vô game mà anh em quýnh ải xong á, quýnh ải xong mà nó báo là lỗi mạng anh em thì anh em thoát ra ngoài nha. Anh em chọn một cái server khác, anh em đi làm nhiệm vụ xong cái chương chương 1 và cái chương 2 là anh em thoát ra. Anh em quay trở lại cái server này là nó sẽ vô được game bình thường nha anh em. Đó, nó sẽ vào được game bình thường. Rồi ok, bây giờ làm cái gì tiếp bây giờ ta? Còn cái gì để dọc phá nữa không? Để mình xem thử còn cái gì để quậy nữa anh em. Để mình vô trong cái túi đồ của mình đây. Hay túi đồ Việt Nam Malai. Để mình xem thử còn cái gì để quậy đây. Đó, còn khá là nhiều ba cái vé này nhưng mà hết cái linh hồn để úp ra sao cho tướng này. Ôi, ba cái đá đột phá đâu ra quá trời vậy nè. Sao nó không mở cho mở lần 1.000 luôn, mỗi lần có 100 mà rất là tốn thời gian. Hơi tốn thời gian nha anh em. À, ngày mai mình đủ 200 cái 2.000 cái lần quay nhà hàng mình sẽ vô mình quay thử cho anh em xem thử cái nhân phẩm của mình anh em. Hiện tại bây giờ chỉ được có 172 cái vé thôi. Đó, ngày mai mình nạp vô một phát nữa là đủ luôn. Rồi, hiện tại bây giờ ba cái đá màu bột, có ba cái bột màu vàng mình có rất là nhiều rồi. Đâu rồi? Mất tiêu rồi. Bột màu vàng đây, đây giờ trên đây. Đó, chính là mấy cái bột màu vàng thôi mà trong khi cái đá màu tím nó có 1.200 mấy thôi. Tỷ lệ ra đá màu 38, 41 ở tỷ lệ ra đá màu tím nó cũng khá là nhiều hơn. Hay là cái nguyên liệu nó sử dụng càng nhiều hơn là so với cái bột màu vàng ta. Đây, còn gì để phá nữa không ta? Còn 1.731 lần quay nhà hàng chiêu một bạc anh em. Để cái sự kiện thâu tóm đợt tới mình chơi. Đây, hiện tại bây giờ sự kiện các kiểu nó ra rất là nhiều bia cho nên là anh em mình thoải mái hơn này. Đó, đi cái này anh em cũng có thể mở ra được bia nè. Có khả năng nhận được bia luôn anh em. Vì vậy mà rất là đã. Lúc này anh em nông dân mình rất là lợi anh em. Crocodile, quýnh Crocodile á. Trắng trắng trong mắt luôn. Hôm nào mà có sự kiện tiêu ngọc mình sẽ up thêm cái linh hồn của con Sanchi lên. Tại bây giờ mình không có sử dụng ngọc để up lên nữa, mình đang để dành ngọc anh em. Tại giờ nó hình như là lép mấy rồi mình quên tiêu rồi, để đi. Giờ xài có nhiêu xài đỡ nhiêu. Đó anh em nông dân thì phải tính toán cái đường đó anh em. Chứ mình không thể nào mà phung phí như những cái đại gia được. Ôi 3.000 cái đá không? 3.000 cái đá đột phá lên. Rất tiếc là không có cái nào mở ra bia hết. Đây, mình qua bên đây mình quýnh cái bên đây mình coi thử rồi có bia không. Bên đây cũng có bia luôn nha anh em. Mà để mình mở thử cái nhân phẩm rồi nó ra bia không. Rồi Luffy. Luffy 4 sao, meta một thời anh em. Tại bây giờ đã về vườn làm ruộng này.
không còn gia nhập chiến trường nữa. Tại giờ ảnh đã về quê nuôi heo, chắc là tìm được Quan Bi rồi nè, tìm được Quan Bi rồi cho nên về quê nuôi heo rồi. Ok, nếu mà anh em thích cái tựa game này thì có thể tải về trải nghiệm đối với những anh em mới nha nè. Còn những anh em cũ đừng quên cho mình một like nha nè. Hiện tại bây giờ thấy nhiều anh em đăng ký đó mà, nhưng mà lượng like còn thấp quá. Anh em cố gắng dành ít thời gian, chưa tới một giây nữa nè, nhắn cho mình một cái like nha anh em. Đây, để mình mở thử nhân phẩm ra thùng bia nào không. Ui, 200 cái giá ESP thằng Binh cũng được anh em. Thì cái tỷ lệ hên xui anh em, đó, mỗi ngày anh em phải quýnh được 6 lần, đây 3 lần và đây 3 lần. Đó, thì cũng tỷ lệ ra được thùng bia, đó. Ok, đây, ở đây trong này có nhiều anh em hỏi kiếm ngọc ở đâu nè. Đây, chỉ anh em luôn, đây anh em vô quýnh nè. Cứ như là 7-8 tầng hay gì đó là sẽ được mở một cái gương này. Tại bây giờ mình còn khá là nhiều gương nè. Mở xong được khoảng cỡ 6-7 ca ngọc đó, mình làm biến quýnh quá nè. Làm biến quýnh này quá, hiện tại giờ quýnh cũng khẽ kia à. Tại làm biến vô quýnh không có thời gian, hôm bữa ngồi 45 phút coi đá, ở lộn 90 phút ngồi đang coi đá banh mà quét được 70 tầng à. Đó, làm biến nè. Tối nay coi đá banh này bắt đầu quét tiếp nha nè. Thôi mình sẽ kết thúc clip đây thôi, clip nó cũng khá là dài rồi. Đó, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo về tựa game này. Rồi, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ và một ngày may mắn. Tối nay Việt Nam sẽ chiến thắng cho anh em rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em, bye bye anh em.